cái kênh Mai Vàng Kiên Giang ha. Qua đây. Thì đầu tiên xin gửi lời chúc toàn thể anh em cô chú mình được nhiều sức khỏe cũng như thành công trong cuộc sống ha. Hôm nay mình quay lại gặp chỗ chú Út nữa nghe anh em cô chú. Hôm nay chú Út có giao lưu một số phần mài với mài tàng, giao lưu với anh em cô chú giá cả như thế nào mà anh em cô chú biết vào gặp chỗ chú Út ha. Rồi chào chú Út, Út ơi. Rồi, xin chào Sơn, xin chào tất cả bà con đang xem kênh Mai Vàng Kiên Giang ha. Thì hôm nay mình có 10 cây mai tàng, 2 cây phôi giao lưu cùng bà con ha. Rồi. Thì cũng cảm ơn bà con đã ủng hộ mình clip vừa qua rất thành công. Rồi, mình... gọi là giao lưu thành công ha, ok ha. Rồi. Tại địa chỉ mình là vẫn là Dân Khánh ha, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang bà con. Rồi, số điện thoại mình là 0942653516. Rồi. Mình vô chi tiết cây số 1 chú ơi. Rồi cây đó. Số 1 cũng là mai tàng luôn bà con ơi. Mai tàng. Cũng chung lô như hôm rồi. Lô mai dảo ha. Dảo bông từ 5 12 cánh mà 5 cánh ít nha bà con, 7 8 cánh, 19 cánh, 10 cánh thì nhiều. Rồi, 8 12 cánh nha anh em. Rồi. Rồi, chiều cao nha chú ơi. Rồi, chiều cao cái này được 2,5 m. 2,5 m. Rồi, thắng ngang luôn. Thắng ngang nó được 1,5 m luôn. Thắng ngang 1,5 m nha anh em. Rồi, xây dài dòng chú ơi. Này là tàn tròn do. Cái này một cốt tàn thông luôn, thẳng tưng luôn. Đó. Mấy chỗ nào thiếu thiếu thì anh em về mình dằn dây nhẹ ra cái ha. Rồi. Này mình phải chằng ra tại vì cây này người ta cũng có vô dây hết một lần dây rồi. Đó, cây này mà anh em sở hữu về lựa thêm một cặp nữa là để hơn trước là tết năm nay là chỗ bông vàng gực luôn, tuyệt vời luôn, trên xuống dầu hoành thăng luôn, cây tàn tròn do dảo gai. Rồi chờ thông số hoành thăng chú ơi. Cái này thì nó cũng như nó nằm bồn nha bà con, tại vì cái này mình mua của nhà vườn thì người ta cắt thôi rồi người ta quấn thiết ta nuôi lại, quán thiếp người ta lên bồn hết sức sống là ok ha. Ừ. À, anh em nào mà ủng hộ clip vừa rồi thì biết rồi đó. Rồi hoành thăng nó được 34 nè. Rồi 34 à, nó vậy đó. À, bệ đế này thì cũng khá là ok. Củ này nó được 40 ha. À, 40 củ rất là nở củ. Đế này chảy đều quá trời, quá trời. Đo chích trên này thì nó được 30 ha. 30. Rồi, 30. Đó. Này cái eo nhỏ. À. Cái này là thoát thân nó được 20 nha bà con. Thoát thân 20 ha. Ừ. Cái này bể đế thì khẩu chê. Cái này dán cũng quá. Cái mai tàng mà có thân thú ha. Ừ. Một cốt thẳng tưng luôn, tay cành thì đóng nó đều luôn. Cái này là lúc trước phôi người ta giật lại, người ta lấy chi tay lại nha bà con. Cây này rất là tuyệt vời luôn nghe anh em. Lúc trước nó là cây phôi đó. Giữ lên, tay cành thì đóng rất là ấm, ấm tàn. Đặc biệt là bông dảo. Cái này lúc trước người ta giật đây nè. Cắt cây. Đây. Đó, tại đây nó mới đâm đọt lên. Ừ. Rồi, cho đường kính bầu giá luôn chú ơi. Rồi đường kính bầu nó là 44. 44 nghe anh em. Rồi cây số 1 mình giao lưu với bà con là giá nó là 4,2 triệu ha. Cây này mình bao ship toàn miền Nam. 4,2 triệu ship toàn miền Nam. Rồi, đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo là cây mai tàng số 2 nghe anh em. Đó. Này tàng tròn do. Cao 1,5 m. Ngang 1,4 m. Ngang 1,4 m. Nhìn xa xa thấy cây giót đẹp quá. Tay cành thì đóng khá là dày. Mấy chỗ nào mà thừa thừa ra anh em về cắt tỉa xương xương lại ha. Cái này thì mình dọn xương lại dằn dây cái tết bông là tàn cầm do luôn. Ờ, tàn thì xương cảnh đóng khá là dày luôn nghe anh em. Này là lô này mặt bông là 82 cánh hả chú ha. 82 cánh. Bên kia có một cái chỗ bông mình hái trộm qua bên đây nè cho anh em xem nè.
À, đâu đâu chú đếm này cho anh em mình xem biết cái số cánh đó luôn ha. 2 4 6 8 này 10 cánh. 10 cánh. Đó, do nó là hai lớp bông nha bà con. Hai lớp bông. Đó, do là tháng này là cũng tháng 3 rồi. Là nó chỗ là chỗ bối thôi. Ôi hoành nó được 29. 29 trừ hao luôn ha. Ừ, rồi. Cây này nó lên xù hay gì vậy chú ơi? Xù da cóc gì đó không biết. Đó. Nổi thằng lên hết. Đây nè anh em. Rồi gõ gõ này. Nó xù. Cây này quá quýt rồi. Đặc biệt là mai tàn tàn ấm mà nó xù sẵn nữa. Tàn chắc anh em thấy rõ rồi. Giờ anh gọi bể đế. Đế này cũng lực lực không nha. Nhỏ mà đế lực. Điều. Sức sống là bao sức sống. Chỗ chú Út là bao sống bao ship cho anh em luôn. Cái này dễ cám dữ lắm bà con ơi. Đây là từng bồn mà nó nguyện lô cây của chú Út là dễ cám nhiều ha. Lá non của nó là nó vẫn tâm tược được ra ngoài. Hồi mình bứng về tới giờ nó cũng vẫn tâm tược à. Nó không có sừng. Sức sống là ok ha. Rồi gà tổng hoàng cho đường kính bầu giá luôn chú ơi. Đường kính bầu nó được 47. Đường kính bầu 47. Rồi cái này mình cho bà con 2 triệu ha. Cái này mình 2 triệu. Ship toàn miền Nam. Ship toàn miền Nam luôn nha anh em. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây số 3. Cây phôi. Phôi bà con. Chiều cao nó được 67 nè. Cao 67. Họ. Phôi thì nó cũng đóng lại gai đóng này anh em nào mà thích ghép thì đưa bò vô ghép mau này mặt bông sao hay chú ha cái phôi không thấy mặt bông rồi cái này chưa thấy mặt bông nha anh em trên xuống mình dầu hoành thăng sức sống là ok đâm tược ra quá trời sẹo nó kéo nhựa đâm tược tùm lum chứ bể nách chứ rồi dầu hoành thăng luôn chú ơi. Rồi, cây khá ok, không thèo dít. Mình đo bỏ cái cục nu này nha bà con. Bỏ mình đo dưới à, nó được 34. Rồi 34. Để dưới. Cái đầu cô rễ hào hào à. Dưới này nó được 40. 44 44 nha. 44 rồi, tính trừ hào quá trời luôn à. Đó. Đâu chú đo ngay cái gu này cái chú. Hả? Đo ngay cái gu này luôn ơi. Gu này được 36. Gu 36 nha anh em. Cái gu này cũng quái lắm nha. Nguyên cục này. Nguyên cục nè. Đó, bệ đế thì này mấy đừng ok luôn. Nó chảy xù. Chỉ thôi ha, chứ không báo xù ha. Không. Bệ đế thì lực lực không nghe anh em. Tứ diện. Đế này quá ok. Rồi, cho đường kính bầu giá luôn chú ơi. Rồi cái này đường kính bầu nó được 49. 49. Rồi cái này tôi bà con 1,5 triệu, cái này mình bao ship toàn quốc luôn ha. 1,5 triệu ship toàn quốc luôn nha anh em. Giá rẻ quá. Rồi đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo là cây số 4, cây mai tàn nữa nha anh em. Rồi, cho thông số chiều cao chú ơi. Một cốt giót đoạn. Cao nó được 2m2 nha bà con. 2m2. Ngang luôn. Ngang nó được 1m4 luôn. Ngang 1m4. Rồi xây dài dòng luôn chú ơi. Này nó còn được số nụ nó chỗ được vài cái bông. Này là nụ ngạn nghe anh em. Đó. Xương cành thì em nó đóng gì đây. Cũng khá là ok. Tại do nó tự rụng lá rồi lá già nó rụng cái đầu nó đâm nụ ra cho nên thấy xương cành nó không có nhiều hung nhưng mà ở ngoài nhìn thấy rất là nhiều nghe anh em. Ta cành nó đóng đều từ dưới già lên trên luôn. Không có thiếu. Mặt bông thì anh em biết rồi đó. Hồi nãy là chỗ ngạn mà còn 10 hoa, 10 cánh. Rồi cho hoành thăng luôn chú ơi. Bị để quá khứ rồi, để lực quá. Lộn thước này. Rồi hoành nó được 27 nha bà con. Rồi 27.
Đó. Này mình đo chút dữ chiều đo sát Ngay đầu đầu cổ cổ rễ rễ. đó hả, là nó được 33. Rồi, 33 đầu cổ rễ. Đế thì sắn bên đây, sắn bên kia, tứ diện hết. Cái đế này nó có cái phần trên này nó bị luống rồi bà con, nhưng mà sẹo hai bên nó kéo lại rồi Đang kéo lại ha. à, trên này nó giờ nó cứng ngắc à, nó không bị gì nữa nha. Rồi, cứng ngắc nha anh em. Sức sống là ok luôn. Chỗ bông luôn rồi. Rồi, cho đường kính bầu giá luôn chú ơi. Đường kính bầu nó được 50. Đường kính bầu 50. Rồi, cái này giao còn 2 triệu 2 luôn. 2 triệu 2 ship tới đâu? Toàn miền Nam. Toàn miền Nam nghe anh em. Rồi, đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo là cây mai tàn số 5. Đó, dáng cũng dáng trực. Đặc biệt là cái lô này là dấu zin nghe anh em. Rồi, cây này cao nó gần 3 mét rồi bà con ơi, Cao. 2,7 2,8 rồi. Cao gần 3 mét ha. Đó. Rồi, tán ngang luôn chú ơi. Ngang nó hiện giờ nó 1,5 m nha bà con, cái Một này mét mình rưỡi chặn tán ra nha, đó chặn ra là nó rộng lắm là do tàn đào ha. à, nó tàn tao uống một nước dây tao tháo ra, còn phần ngoài này nó tháo ra rồi nó đi nó tược lên. Quá cao, để đi xa xa ra ngoài lấy mới hết. Rồi, xây dài dòng đi chú ơi. Cốt gốc ngọn thẳng luôn. Đó, cây này là vip luôn nghe anh em, đẹp trên xuống dầu hoành thăng luôn ha. Xương cạnh thì em đã đóng là khá là dày. Tại cạnh đóng đều chân. Rồi cho hoành thăng chú ơi. Củ này nở củ à. Cái này nở cũ, cái này đẹp có dáng luôn, hoành thăng nha. Đôi chế này được 28 nha bà con. 28. Đó, nói gì đó. Ngay cái eo nhỏ. Rồi xuống như dưới củ chứ. Này nó cũng hơi khó đo ha. Hào hào. Rồi cũ nó được 35. Rồi củ 35. 35 là chưa hết củ nghe anh em. Tới ngoài này luôn nha. Này mình đo sát củ rễ. Mình phanh nguyên cái củ đặc của nó. Rồi củ đế đặc nó được 59 nha bà con. Rồi 59. Nó vị trí thước dữ đó anh em. Bệ đế này thì cũng khá là ok. Đó. Đều hết trơn, cộng cũng lực lực. Cộng lực lực không? Bự hơn ngón tay cái mình. Cái chỗ này có con rễ nó mồi xuống đây nè bà con. Này ha. À, rễ nó Này, mồi, đây xuống nó đây mồi xuống đây. quẹo vô. Thằng thì lắc nhẹ khúc dưới. Đó, lên giờ này cũng Cái này đẹp. độ thoát thân nó được 30 nè. Thoát thân 30. Cái tay cành nó cỡ 10 á, có ai 10, 11. 10, 11, 19, 8 rồi ha. Rồi, cho được kính bầu giá luôn chú ơi. Rồi, Tàn này kính đẹp. bầu nó là được 47. 47. Rồi, cái này mình giao luôn với bà con là 4 triệu luôn. 4 triệu, ship toàn miền Nam luôn ha. Miền Nam luôn. Rồi, đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo là cây phôi số 6. Đó, dáng này quái quái, dáng bay à. Rồi mình đo từ cổ rễ nó lên ra tới cành bay ngoài này là nó được 71. 71. Cho chiều cao luôn chú. Từ cái ngọn cao trên xuống tới tới dưới mặt bầu á. Ngay đây đây cái này mình lấy đây làm đỉnh bà con ơi. Rồi. Rồi. Từ đây lên đây là nó là được 39. 39. Này gì mình cắt này bỏ đi. Cắt cho nó quẩm xuống ha. À, cắt ngang đây đi, dặn mình lấy cho nó vừa với cái rồi xe qua công đây, chơi xe cái qua tay ba. rồi, để lại quay quay lại tí họ vậy đó nghe nè. Lấy này mình dựng đỉnh lên, đây này mình Đỉnh đánh lả xuống, mình dựng lên đây đi đẹp hơn. Rồi xe dài dòng luôn chú ơi. Cái này rất là quái, vô dày quay nhạo hết đó. Rồi giờ mình thăng luôn. Rồi cái này của anh nó được 29. 29. Này có chỗ đó một à, ngay cái eo nhỏ xíu đó. Cái này thì bé nôm. Đó mà con cái nó muốn lên xù rồi, nó nổi
nói mấy giấc sù thấy nó cũng lên cũng gần nhiều dưới này. Đây nè. Đây. À, lên mặt gì này nghe nó nè. chảy xuống ha, nhưng bên đây còn bỏ cái bên đây thì da nó xù da cóc gì hết, da cóc da me gì nó nổi sần sùi sức sống là ok luôn anh em. À, mấy cái nách là nó cũng chảy lên xù á, mấy cái nách này xù đu đu kéo kéo xuống rồi cho được rồi, đến bào giá luôn chú ơi. Cái này bông nó thì cũng chung với cái lâu kia luôn, bông 7-8 cánh, 9 cánh, 10 cánh chung với lâu dảo ha. Không ai tàn á. Dạ. Rồi cho được cái bầu giá luôn chú ơi. Rồi đừng cái bầu nó 45. Cái bầu 45 nghe anh em. Rồi cho số 6 mình giao với bà con là 1 triệu rưỡi ha. 1 triệu rưỡi. Ừ. Này ship toàn quốc luôn không? Ship toàn quốc luôn. Ship toàn quốc luôn nghe anh em. Rồi đổi cái luôn. Rồi tiếp theo là cây mai tàn số 7 nghe anh em. Tiếp tục mai dảo nữa. Tàn thông. Chiều cao nó 2 mét rưỡi tóc trên rồi con ơi. Chiều cao tầm 2 mét rưỡi ha. Tán ngang nó được 1 mét 7 luôn. Tán ngang là 1m7. Rồi xây luôn chú ơi. Này tàn thông. Đẹp. Đó. Cốt xương cạnh đóng quá dày luôn. Ồ, quá. Xương cạnh đóng quá dày. Có mấy cái cành ở trên nó phóng phóng ra, mấy anh em về cắt lại. Một cốt đặc biệt đây là dảo nha anh em. Chỗ chú Út thì giao lưu giá rất là hữu nghị cho anh em mình chơi. Nuôi lại thì thời gian vẫn lên tiền nha. Cây này dạng mai dảo mà. Rồi vào hoành thân luôn chú ơi. Rồi hoành nó được 25. Rồi hoành 25. Ngay cái eo nhỏ. Đầu hào hào xuống dưới tí. Này nở cũ nha anh em. Rồi mình ở đây nó được 35. Rồi 35. Đó, địa chỉ gì đó. Bệ đế này thì khỏi chơi rồi. Thấp phân nó cũng thấp. Bệ đế này quá khứ bệ đế. Bứng cái bầu hơi gọn, nhưng mà bệ đế thì rất là ok. Sức sống là bao sức sống luôn cho anh em ha. Xương cành nó đóng quá dày. Cái này dễ cám dữ lắm. Rồi cho đừng đến bầu giá luôn chú ơi. Đừng tính bầu nó 45. Đừng tính bầu 45 nghe anh em. Rồi cái này 3 triệu rưỡi nha bà con. 3 triệu rưỡi. Ship toàn miền Nam luôn ha. Rồi. Rồi đổi cái luôn. Rồi tiếp theo là cây mai tàn số 8. Rồi cây cao nó được 2 mét 2 bà con. Cao khoảng 2 mét 2 nha anh em. Tán ngang nó được 1 mét 4. Tán ngang 1 mét 4. Này về anh em dặn dây dây ha. Tại vì dặn cái form này form tàn đào. Đó. Xương cành em nó đóng cũng khá là dày nha anh em. Cho cái cây phôi người ta nuôi lại cho nên tay cành nó đóng rất là dày. Hoa nhạo nữa. Rồi mình vào hoành thân chú ơi. Bình thân nó được 23. Rồi 23. Nghe cái eo đó à. Rồi cho xuống cái cũ luôn. Cái đây nó được 28. Rồi 28 nghe anh em. Đó. Để đế thì em nó đóng là tứ diện hết. Đặc biệt là rễ cám rất là nhiều. Nguyên cái lô cây này là rễ cám rất là nhiều. Cho nên về sức khỏe cây thì anh em cứ yên tâm. Bứng về cũng lâu lâu mà lá nó đâm ra luôn vậy nè nè. Đâm tược ngon ra chưa. Này cái độ thoát thân nó được 23. Thoát thân là 23. Sườn cành thì đóng là khá là ok luôn. Rồi cho đường kính bầu giá luôn chú ơi. Rồi đường kính bầu nó được 48. Đường kính bầu 48 nha anh em. Rồi cái này mình cho luôn với bà con giá 2 triệu luôn. Giá 2 triệu rồi ship toàn miền Nam luôn, quá rẻ anh em ơi. Đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây số 9 nha anh em. Tiếp tục dảo. Mai dảo cao 1,5 m. Tán ngang 1,5 m luôn. Tán ngang 1,5 m luôn. Rồi xây dài dòng luôn chú ơi.
tàn thì tròn do. Tàn này tròn lắm nghe anh em. Xương cành thì em nó đóng thì anh em khỏi chê đó, nhìn thấy rất là rõ rồi đó. Rồi vào hoành thăng luôn chú ơi, thấy bệ đế này quá nhỏ mà bệ đế quá dữ. Hoành nó 29. Rồi hoành 29 cho xuống cái cũ luôn. Cũ nó được 37. Đó, 37 nghe anh em. Bệ đế thì lực lực không, cây này nở cũ, giờ nó nở cũ lắm luôn, chót cây bệ đế là ok luôn. Thoát thân nó được 35, thoát thân là 35, tay cành thì nó đóng khá là đều. Hồi đó cái tay nó ở trong này bị lớn nên ta cắt đây, cắt cho nó đâm ra ha. Tay nó khoảng 11, 12, 13 thôi. Rồi cho đừng kính bầu giá luôn chú ơi. Rồi, đường kính bầu nó là 48. Đường kính bầu 48. Rồi cây số kính này mình giao lưu với bà con giá nó 2.300.000 ha. 2.300 ship toàn miền Nam luôn ha. Rồi. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây mai tàn số 10 nha anh em. Nhìn thấy tàn này thấy tròn quay luôn rồi đây. Đó, phía sau này tiếp trước ship đi nha nè. Còn ăn trước nữa. Chiều cao nó được 2m2. Cao 2m2. Cái này tán ngang nó được 2m5. Tán ngang khoảng 2m5 nha anh em. Rồi xây luôn chú ơi. Tàn thì xương cành nó đóng thì anh em nhìn rất là rõ rồi đó. Rất là đều. Khá ok luôn. Tàn tròn do à. Rồi cho hoành thăng luôn chú ơi. Rồi hoành thăng nó được 29 rồi con ơi. Rồi 29. Rồi, không cắn thước à. Cái lồ này này nở cũ. Cát cổ nó được 38. 38. Bệ đế thì quá khứ bệ đế. Đế lực lực không nghe anh em. Đó. Điều quá trời. Không có chống mặt nào vậy. Có cộng này anh em về anh em cạo xuống ha. Cạo xuống dễ nhỏ mà dễ nhỏ. Có cầm lên nó nhỏ. Mình rễ mình sắp lại cũng được. Này sắp lại là tuyệt vời luôn á. Rồi. Rồi cho đường kính bầu giá luôn chú ơi. Rồi đường kính bầu nó được 47. Đường kính bầu 47 nha anh em. Rồi cái này cho luôn với bà con giá nó là 4 triệu ha. 4 triệu. Thì mình cũng ship toàn miền Nam luôn nha anh em. Rồi đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo là cây số 11 nha anh em. Mai tàn. Đặc biệt là cái lô mai này dảo nghe anh em. Chiều cao 1m5. Cao 1m5. Tán ngang 1m4. Ngang 1m4. Đó. Rồi xây dài vòng chú ơi. Cái này mình chặn ra là ok luôn nghe anh em. Mày vô dây cái mình chặn ra là cái tàn nó tròn quay. Đó. Em nó tàn đóng cũng khá là dày. Xương cành em đã đóng thì anh em thấy rõ rồi đó. Rồi giờ hoành thăng luôn chú ơi. Rồi này nồi đế thú rồi. Có hai cái giò luôn. Gặp con thú rồi nghe anh em. Lộn thức rồi. Số gì bự quá vậy. Lộn hoài vậy nè. Rồi hoành thăng nó được 26 đi. Rồi 26. Đế này nó quái quá quái. Mình đo thêm một vị trí nữa. Ở đây để nó 26 luôn. Đó, nó vậy đó. Có hai cái giò này chổi quá lực nha anh em. Đó, này anh em muốn để tàn
muốn chơi dạng mini đĩa bàn thì mình nghiên cứu phá thế, nhưng mà cây này tàn thì nó tròn lại đẹp này. Rồi cho đường kính bầu giá luôn chú ơi. Rồi đường kính bầu nó được 45. Đường kính bầu 45. Rồi Đó. cây số 11 này giá nó là 2 triệu luôn. Cây này mình 2 cũng triệu. thu ship toàn miền Nam luôn. Ship toàn miền Nam luôn anh em. Rồi con đứng chú. Rồi cây này cũng là cây cuối cùng của clip bà con ơi. Rồi. Rồi xin cảm ơn bà con đã theo dõi clip vừa qua, rồi cũng mong bà con ủng hộ clip kế tiếp nha bà con. Rồi. Rồi, cảm ơn bà con rất nhiều. Rồi, thêm bây giờ cũng đến đây cũng xin được kết thúc video. Chúc toàn thể anh em cô chú mình xem video vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ha, cũng như ủng hộ cho chú Út như clip vừa rồi nha anh em. Rồi, mình chào anh em cô chú mình ha.